tại bò tự chiến này mình về hai xe mình bán hết bò này, còn nguyên cái lô này như này cái anh khách ở Trà Cú bắt hết này 10 con, còn cái bên đây thì về Cần Thơ chuẩn bị chút xíu lên xe. Quốc đại nó 6 con đi lên xe luôn anh, 3 con tặng con.